Hello, Long xin chào tất cả các bạn nha. Và sau khi nhận được cú điện thoại của ba con ở đây thì Long đã từ xa cất trường trở về đấy để cùng trải nghiệm một số bản sắc văn hóa của đồng bào Thái thuộc bản Móm xã Thạch Giám. Đó là một trong những cái bản sắc văn hóa rất độc đáo về nhạc cụ cũng như là những cái sản phẩm của đồng bào Thái như thế nào. Thì chúng ta hãy đi theo cùng với Long để vào trong trải nghiệm cùng khám phá nhé. Bước vào các chương trình của buổi thư, trân trọng kính mời toàn thể quý vị đại biểu khách quý, toàn thể bà con nhân dân, chúng ta đến với chương trình báo cáo. Chương trình báo cáo nghiệm thu gồm có 5 tiết mục. Tiết mục thứ nhất là tiết mục liên khúc lâm vòng, tiết mục 2 suối học nữa đi em, tiết mục thứ 3 xuân về trên bản Mông, tiết mục thứ 4 độc đáo độc tấu sáo Mông, và tiết mục thứ 5 cũng là tiết mục cuối cùng, đó là hòa tấu về tư dương đời thường. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Thank you.
rồi chúng ta được thưởng thức chương trình báo cáo nghiệm thu của câu lạc bộ nhạc cụ dân tộc huyện Tương Dương. Với cảm quan cá nhân của tôi thì là một chương trình rất là đặc sắc, rất rộn ràng và rất lớn cuốn. Nếu quý vị đồng cảm như tôi thì hãy dành cho câu lạc bộ chào một tay thật lớn đến quý vị. Tôi xin mời những tình cảm của quý vị rất là nhiều. Và sau đây xin tờ lời ban tổ chức, tôi xin thông qua chương trình của buổi lễ nghiệm thu. Thứ nhất, ổn định tổ chức thông qua chương trình. Thứ hai, tuyên bố lý do giữa thầy đại biểu. Thứ ba, báo cáo hoạt động của ban chủ nhiệm câu lạc bộ. Thứ tư, phát biểu của lãnh đạo huyện. Thứ năm, phát biểu của lãnh đạo ủy ban thị trấn Thịnh Giám. Thứ sáu, phát biểu của lãnh đạo ủy ban nhân huyện. Và thứ bảy, phát biểu kết thúc buổi nghiệm thu. Kính thưa toàn thể quý vị, trải qua quá trình thì hôm nay Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông, Phòng Văn hóa Thông tin phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Thạch Giám tổ chức nghiệm thu câu lạc bộ nhạc cụ bảo tồn và phát huy nhạc cụ dân tộc huyện Tương Dương. Về dự buổi nghiệm thu hôm nay, chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các quý đại biểu khách quý. Về phía lãnh đạo tỉnh, tôi xin liền chào mừng và trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của bà Võ Thị Thu Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Hóa tỉnh. Về phía lãnh đạo huyện Tương Dương, xin liền chào mừng và trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Lô Thanh Nhất, Ủy viên Ban Thường vụ ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện. Và trong buổi nghiệm thu hôm nay có sự hiện diện của các đồng chí trong Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các đồng chí trưởng ban văn hóa của các xã, một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và đặc biệt trong buổi nghiệm thu hôm nay có đông đảo bà con nhân dân bản Mon thị trấn Thạch Giám cũng đã về tham dự buổi nghiệm thu này, một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và trong buổi lễ hôm nay có sự hiện diện của ông Lữ Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tương Dương, xin nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa toàn thể quý vị, và tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời đại diện của ban chủ nhiệm câu lạc bộ lên báo cáo chương trình. Xin trân trọng mời. Câu lạc bộ bảo tồn và phát huy các loại nhạc cụ dân tộc huyện Tương Dương trong thời gian qua.